Bác là bản tự, bác ấy ở cái đền chúa này, bác ấy nói là bác ngoài 70 rồi mà tất cả mọi người đều dính covid mà bác thì không. Thế bây giờ từ nãy giờ thấy bác cứ bỏng bẻ, bác nhanh chầu và ăn đây suốt bí mật ngày suốt rồi, tối nhà suốt từ sáng mãi đến 10 tối. giờ mới ngủ mà thôi. Thế thì đây là một trong những bí mật là bác ấy không bị dính covid này, mà bác ấy tiếp xúc với bao nhiêu người mà chẳng ai để ý, nhưng mà dân gạo lứt mới mè là phát hiện ra là đây. Chầu nó là kháng sinh. Bác nhà này thì nước bọt của bác nó kiềm. Thế là bác ấy bảo là chỉ số của bác ấy là huyết áp cũng tốt và các cái chỉ số đường tiểu huyết đường tốt, tiểu đường tốt là áp huyết là chỉ có 101, không bao giờ tăng. Thế là bây mấy giờ chục năm nay bác nói là bác ấy còn đau nhức cái chân thì đang tư vấn cho bác là bác phải ăn nhạt lại và không ăn hoa quả nữa, chuyển sang ăn các loại củ sâu đâm sâu xuống lòng đất. Mà mình lớn tuổi rồi mình ăn mặn mà nó hại cái thận. Và bác lại còn cả đêm ngủ không đi tiểu nha các bác nhé. Bác cái phúc hậu không, mọi người, mà cái người suốt đời mới sáng thì không đi tiểu đêm mà cái người châu Á lèo. Mình nhá, Osawa rất khen cái người châu Á, phụ nữ châu Á có gương mặt tròn. Bác lại thuộc cái người có gương mặt tròn, tướng mạo phúc hậu mà chuyên môn nhai chầu chống covid. Đấy, các bạn thấy hay không? Bí mật chống covid là bí mật chống covid là do ăn chầu là nước bọt nó nhiều. Các bạn nuốt nước bọt hàng ngày.